quá khứ của ông Thích Minh Tuệ qua lời kể của người cha. Vụ gương một chiều ở quán cà phê hẹn hò ở thành phố Hồ Chí Minh gây phẫn nộ, chủ quán nói gì? Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Bình Định, Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Lê Xuân, 84 tuổi, người sinh ra Lê Anh Tú, tức là ông Thích Minh Tuệ, cùng vợ sống ở một xã của huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Dù lớn tuổi nhưng ông Xuân vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Theo lời ông Xuân kể, cách đây hơn 30 năm, ông cùng gia đình từ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Ông Xuân cùng vợ có ba người con trai và một người con gái. Trong đó, anh Lê Anh Tú, người con thứ hai hiện đã 43 tuổi. Ông Xuân chia sẻ, ngay từ nhỏ, Tú là người con trai hiền lành, hiếu thảo, học lực khá nên được mọi người quý mến. Học xong phổ thông, theo nghiệp bố, anh Tú đi bộ đội chừng 3 năm, sau đó theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Ra trường, anh Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân ở Đắk Lắk, Thời điểm này, anh Tú đọc những sách về Phật nên đã ăn chay, tu tại gia. Gia đình hồi ấy cũng khá lo lắng vì không thấy anh có bạn gái, tâm tư cũng không muốn lập gia đình. Ông Xuân nói, gần 10 năm về trước, Tú có đọc sách về Phật Pháp nên phát nguyện đi tu. Lúc ấy, ông Xuân nói, đi tu rất khó khăn nhưng đã quyết thì phải tu trọn vẹn, không được phá giới, phải chân cứng đá mềm, không tham lam sân si. Lúc đi, Tú để lại cho ông một cái đồng hồ, điện thoại, tủ lạnh, 8 mét vải màu vàng ông xuân bộc bạch hai người con trai còn lại cũng theo truyền thống của cha đi bộ đội trước khi đi học nghề anh trai của sư thích minh tuệ sau khi đi bộ đội về học hành rồi làm giám đốc một doanh nghiệp có vốn nhà nước ở gia lai gia đình ông xuân hiện thuộc diện khá giả ở địa phương lau giọt nước mắt ông xuân bày tỏ sự thương nhớ con trai tuy vậy qua mạng xã hội ông thấy con trai mình được mọi người ủng hộ nhiều nên thấy rất ấm lòng người thân sinh ra vị sư xúc động nói vợ tôi đẻ rơi tú ngoài đường Do lúc ấy đi làm ruộng nên về nhà không kịp, từ nhỏ Tú đã có lòng từ bi với mọi người, không bao giờ muốn làm ai buồn lòng. Ai em nó cũng xem là cha mẹ, phải học hỏi. Tú đi cả chục năm nay chưa về rồi, nhưng thời gian này mọi người mới để ý nhiều. Theo ông Xuân, trước lúc đi, Tú có nói sẽ theo học một tu viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, gia đình không còn liên lạc với Tú nữa. Mấy hôm trước, người trong làng cho xem các video trên mạng gia đình ông Xuân mới nhận ra con trai mình trong trang phục như tu sĩ Phật giáo đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Ông Trịnh Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Iato, huyện Iagrai cho biết, ông Xuân là bộ đội về hưu, điều kiện kinh tế khấm khá. Trước đó gia đình cũng chia tài sản nhưng anh Tú không nhận và quyết tâm đi tu. Ông Hùng nói, thời gian gần đây nhiều người cũng đến gia đình hỏi thăm về chuyện anh Tú. Chính quyền xã thấy việc anh Tú đi tu là nguyện vọng cá nhân cũng là điều bình thường mọi người nên để sự việc tự nhiên tránh tình trạng thần tượng hóa việc này. Sáng mùng 3 tháng 6, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, tức ông Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981, nơi đăng ký hộ khẩu tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu thực hành hạnh khất thực và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư, xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5, xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa, dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày 2 tháng 6, hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Thông báo của ban tôn giáo chính phủ nêu rõ, trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban tôn giáo chính phủ khuyến cáo để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mọi người dân nếu có niềm tin nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Nguồn tin từ cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi ông Lê Anh Tú, tức ông Thích Minh Tuệ, tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn. Tại đây, ông Lê Anh Tú đã được chính quyền địa phương hỗ trợ làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân đảm bảo quyền công dân theo quy định pháp luật như đã thông tin ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai và hiện không có địa chỉ cư trú cố định trước khi chưa dừng việc bộ hành ông Lê Anh Tú chưa làm căn cước công dân mới đây tại trường Trung học Cơ sở Châu Đức thị trấn ngãi giao, huyện châu đức, tỉnh bà địa vũng tàu, tòa án nhân dân huyện châu đức phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự. phiên tòa có sự theo dõi trực tiếp của gần 750 học sinh và giáo viên, 17 trường trung học cơ sở trên địa bàn. hai vụ án được đưa ra xét xử gồm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và mua bán trái phép chất ma túy. theo lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện châu đức, đây là hai phiên tòa được xét xử lưu động để học sinh cùng theo dõi nhằm giáo dục, trang bị kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy và an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc cho học sinh trung học cơ sở tham dự phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự là chưa đúng với quy định pháp luật. Dù rằng phương pháp tuyên truyền này mang tính trực quan, tại điều 12 Bộ luật Hình sự quy định rõ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm trừ một số tội phạm khác đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, được quy định tại một số điều trong bộ luật hình sự. Sở dĩ có sự phân biệt này là dựa trên cơ sở sự phát triển, tâm sinh lý của trẻ, mức độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức pháp luật của người chưa thành niên. Đồng thời, cả bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự đều có chương riêng quy định việc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong cơ cấu tổ chức tòa nhân dân cấp cao Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng đều có tòa gia đình và người chưa thành niên với mục đích xây dựng thủ tục tố tụng thân thiện với người chưa thành niên, dù là bị cáo hay bị hại. Điều này cho thấy vấn đề độ tuổi của người tham dự phiên tòa, dù với tư cách nào cũng rất được lưu tâm. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do bộ luật này quy định. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được tòa án triệu tập đến phiên tòa. Hướng dẫn nội dung này, Thông tư 01/2014/TTCA nêu, phòng xử án được hiểu là phòng xử án ở trụ sở tòa án hoặc ở nơi xét xử lưu động ngoài trụ sở tòa án. Với quy định như trên cho thấy, khi tòa án xét xử lưu động vụ án hình sự mà cho người dưới 16 tuổi tham dự phiên tòa, nhưng họ không thuộc trường hợp do tòa án triệu tập là trái với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Xét về hiệu quả của việc tuyên truyền pháp luật thông qua tham dự phiên tòa xét xử lưu động thì có thể thấy đây là một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính gian đe cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, tòa án cũng phải tuân theo pháp luật. Khi thực hiện không đúng thì giá trị tuyên truyền không còn được đảm bảo. Khi đó, chính người tuyên truyền đang đánh đổi kết quả của việc tuyên truyền pháp luật, có nghĩa là được, với việc vi phạm pháp luật, có nghĩa là mất, và cũng khó có thể đánh giá là được nhiều hơn mất. Tuyên truyền pháp luật có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức, không nhất thiết là cho người dưới 16 tuổi vào phòng xử án khi họ không có giấy triệu tập của tòa án trong mỗi hình thức cần cân nhắc sao cho nội dung tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng, đặc biệt là độ tuổi. Để tuyên truyền pháp luật cho những người dưới 16 tuổi, có thể thông qua hình thức phiên tòa giả định. Ở đó, các cơ quan đơn vị tổ chức có thể chuẩn bị kịch bản dựa trên cơ sở vụ án có thật nhưng được mã hóa hoặc chuyển hóa theo cách tiếp cận của đối tượng là người chưa thành niên. Phiên tòa giả định là cách mà các em có thể kiểm chứng sự hiểu biết pháp luật của mình đã được chuẩn bị trước đó. Ngày mùng 3 tháng 6, công an và ủy ban nhân dân phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ các vi phạm hành chính đối với tụ điểm kinh doanh Mina Dating Cafe nằm trên tầng 7 của một tòa nhà ở đường Nguyễn Trãi. Cơ quan chức năng phường Bến Thành đã lập biên bản đối với quán Mina Dating Cafe về một số vi phạm như không ký kết hợp đồng lao động với người lao động, chưa có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bến Thành đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời bà Triều cho biết, lực lượng công an, ủy ban nhân dân phường qua kiểm tra, xác minh và làm việc với những người liên quan thì chưa ghi nhận thấy quán này có dấu hiệu liên quan đến những hành vi tiêu cực như trên mạng xã hội lan truyền. Theo bà Triều, với các vi phạm hành chính nói trên, cơ quan chức năng hiện chưa ra quyết định xử phạt mà đang tiến hành xử lý. Ngoài ra, người đại diện pháp luật của quán Mina Dating Cafe, chị HTAZ, 21 tuổi, ngụ quận 12 cho biết, quán được sao chép theo mô hình ở Nhật Bản và đã kinh doanh được 20 ngày Đây là quán đầu tiên và duy nhất chị kinh doanh Ở thành phố Hồ Chí Minh Thời điểm hiện tại Mục đích chị mở quán cà phê Là để giải quyết vấn đề hẹn hò của người trẻ Ở xã hội hiện nay Nhất là trên các ứng dụng như Tinder, Bumble Theo chị, những ứng dụng này Luôn tiềm ẩn những rủi ro vì thông tin giả Không biết mặt nhau Nên chị mở quán cà phê này Chỉ với mục đích duy nhất là kết nối những người khác giới Cũng theo chị D Nguồn cơn bắt đầu từ tiktoker được thuê đến Để quay quảng cáo nội dung video được đăng trên nền tảng TikTok với nhiều góc độ. Chị Dê cho hay, một góc là bạn nhảy, còn một góc từ phòng nam nhìn qua. Sau đó có rất nhiều người vào bình luận phẫn nộ. Họ bảo làm như vậy là mất quyền riêng tư và người nữ sẽ bị xăm soi. Đó là lý do nhiều người vào công kích quán. Và sau những bài tố trên mạng, chị đã đóng hết các quảng cáo, trang mạng xã hội để tránh hình ảnh của khách bị lọt ra ngoài. Về tấm gương một chiều nhìn được từ phía nam giới, chị Dê nói rằng sẽ gây tranh cãi Tuy nhiên lý do đặt vậy là để phía nam dễ dàng chủ động mời phía nữ trò chuyện. Cho nên chị khẳng định nếu phát sinh các vấn đề tiêu cực, quán sẽ sẵn sàng cung cấp bằng chứng từ camera. Theo chị AZ, quán rất bảo vệ các bạn khách nữ. Khi khách nữ tới, nhân viên sẽ thông báo có gương một chiều, còn bạn nữ nào cảm thấy khó chịu, lập tức sẽ có nhân viên hỗ trợ. Trường hợp khi gặp mặt, bạn nam sấn đến bạn nữ thì nhân viên sẽ kéo rèm để can thiệp ngay lập tức. Nếu khách nữ mặc váy, nhân viên của quán sẽ đưa đồng phục bảo hộ để che chắn. Ngoài ra, quán cũng có camera giám sát mọi thứ. Theo tìm hiểu, mô hình quán cà phê hẹn hò vốn có ở Nhật Bản từ lâu nhưng đã bị phản ứng tẩy chay gay gắt. Trước đó vào trưa ngày mùng 2 tháng 6, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính quán cà phê này, mời những người liên quan về làm việc. Đến dạng sáng ngày 4 tháng 6, nhiều lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định vẫn đang tích cực chữa cháy tại khu vực rừng ở núi Chóp Vùng, thôn An Sơn 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Được biết vào đêm khuya ngày 3 tháng 6, khoảng 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Bình Định được tăng cường thêm đến hiện trường vụ cháy rừng để tham gia dập lửa. Trước đó đã có hàng trăm người đã được điều động đến. Như vậy tổng số lực lượng của đơn vị này có mặt tại hiện trường khoảng 300 người. Tham gia chữa cháy còn có nhiều lực lượng khác như kiểm lâm, bộ đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân. Ngay trong tối, ông Trần Văn Phúc, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường đám cháy xảy ra khu vực núi cao với hai điểm cháy trong phạm vi diện tích khá lớn theo ông lê đức sáu tri cục trường tri cục kiểm lâm tỉnh bình định ngay khi phát hiện cháy rừng lực lượng kiểm lâm bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân đã tích cực tham gia dập lửa tuy nhiên vì thời tiết khô hành nóng diện tích rừng bị cháy lại là rừng bạch đàn dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh mẽ lực lượng chức năng căng sức để chữa cháy nhưng vẫn chưa khống chế được vụ cháy. Được biết, diện tích rừng bị cháy là rừng trồng của các hộ dân và một công ty trồng rừng trên địa bàn. Đường từ chân núi lên vị trí rừng bị cháy rất khó đi nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn để tiếp cận hiện trường. Trung tá Nguyễn Anh Quân, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1, trung đoàn cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ cho biết, ngày sau tiếp nhận thông tin vụ cháy với chức năng nhiệm vụ trong việc tham gia cứu nạn cứu hộ. Đơn vị đã huy động thêm nhiều cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện đến hiện trường dập lửa. Trung tá Quân cho biết, đám cháy quá lớn trong khi việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn bởi địa hình đồi dốc, núi đá cao. Do vậy, đơn vị đã bố trí lực lượng trinh sát khảo sát đường lên núi. Đồng thời, bố trí dây để các chiến sĩ có thể leo qua những khu vực khó để nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Theo Trung tá Quân, trong quá trình chữa cháy, yêu cầu lực lượng phải đảm bảo an toàn. Đến khoảng 12 giờ đêm một cánh của đơn vị cơ bản đã khống chế được một điểm cháy